bên cái chỗ mà xài cái chiến đấu tự động á, các bạn bấm vào cái chỗ chỉ chọn tướng giúp mình, đừng xài tất cả tướng. Tại vì trong một số tình huống các bạn sẽ phải áp dụng cái cách đó là chiến đấu bằng tay thay vì là tự động cho một số cái con tướng đặc biệt. Và một điều vô cùng quan trọng nữa khi các bạn bắt đầu chơi hành trình APK, đó là chúng ta sẽ nhập full mã đội thưởng các bạn bằng cách bạn trong cứ mỗi video mình đăng thì mình sẽ update cái clip mà đội thưởng mới nhất cho các bạn trong cái phần mô tả video ha. bạn đã bấm vào đó và các bạn kiếm đỡ phải đi cực các bạn. Mình sẽ set danh sách mong muốn cho các bạn xem thôi. Còn cái phân tích lý do tại sao lại cài đặt danh sách mong muốn như vậy thì trong trên cái kênh mới mình đã phân tích cho các bạn vô cùng kỹ và rõ ràng rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành APK Rồi trong video này các bạn thì mình sẽ lên video hướng dẫn các bạn newbie chơi hành trình APK Đặc biệt là những bạn mà chơi theo hướng free to play ha Chúng ta nên bắt đầu chơi hành trình APK như thế nào Về các bạn, khi mà các bạn bắt đầu chơi hành trình APK Một trong những điều quan trọng nhất là các bạn vào phần cài đặt Các bạn cài đặt lại một số cái hoạt động hoặc hiệu ứng nha Ví dụ đồ họa thì các bạn hãy cài sao cho nó phù hợp tối đa với cái điện thoại của các bạn đang xài. Bạn nào xài những máy mà cấu hình cao thì các bạn cứ chỉnh đồ họa full. Đừng có chỉnh đồ họa FPS thấp các bạn. Nó sẽ làm máy của các bạn giật lắc. Cho đó các bạn cứ cài, cài full đồ họa. Những đời iPhone cao như iPhone 13, iPhone 14, 15 rồi đó. Các bạn cứ cài full. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào phần cài đặt bên cái chỗ chiến đấu. Đó. Các bạn tắt cái hộp ảnh tối thượng là không bao giờ. Điều này sẽ giúp giảm cái thời gian mà các bạn giảm cái thời gian mà các bạn khi mà các bạn đánh đặc biệt là trong giai đoạn đầu, bên cái chỗ mà xài cái chiến đấu tự động á, các bạn bấm vào cái chỗ chỉ chọn tướng giúp mình, đừng xài tất cả tướng. Tại vì trong một số tình huống các bạn sẽ phải áp dụng cái cách đó là chiến đấu bằng tay thay vì là tự động cho một số cái con tướng đặc biệt. Và một điều vô cùng quan trọng nữa khi các bạn bắt đầu chơi hành trình APK, đó là chúng ta sẽ nhập full mã đội thưởng các bạn bằng cách các bạn vào đây. Cái list mã đội thưởng thì một lần nữa thì mình sẽ để để bên dưới phần mô tả video. Và trong mỗi cái video mới mình đăng các bạn Mình sẽ cố gắng là mình sẽ update cái list mà đội thưởng mới nhất cho các bạn Trong cứ mỗi video mình đăng thì mình sẽ update cái list mà đội thưởng mới nhất cho các bạn Trong cái phần mô tả video ha Các bạn hãy bấm vào đó và các bạn kiếm đỡ phải đi cực các bạn Rồi hiện tại chúng ta đang có một số list code như sau mà Mình vừa nhập hai cái list code khá là chất lượng các bạn Đó là hai cái list code của chúng ta là bao gồm một số lượng tài nguyên hai chục hai mươi cuộn xâm rồi bạn rất là ngon đây là cái new season 2, được một xí quà bên này bên này là cái code afk Raider sorry bạn nó cộng thêm mấy cái này sẽ bỏ ở đây rồi mình sẽ lấy thêm cái code cuối cùng mang tên là chippy vô địch lâu lâu thì fanpage của hành trình afk nó có tặng một vài cái code gọi là cái code giới hạn số lượt dùng các bạn làm các bạn xin follow thì các bạn sẽ nhận được một số cái code xịn để chúng ta có thể về nhận sau khi nhận code xong các bạn thì chúng ta sẽ làm gì on in vào ngôi nhà huyền bí hay còn gọi là quán rượu thượng lưu các bạn chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ on in vào đây ha xong tất cả vào đây các bạn chúng ta sẽ điều chỉnh lại danh sách mong muốn cái danh sách mong muốn thì bên kênh mới kia mình đã có một cái video phân tích rất kỹ về danh sách mong muốn mùa mới rồi và mình sẽ không làm lại cái danh sách mong muốn trên kênh này mà mình sẽ xét danh sách mong muốn cho các bạn xem thôi còn cái phân tích lý do tại sao lại cài đặt danh sách mong muốn như vậy thì trong trên cái kênh mới mình đã phân tích cho bạn vô cùng kỹ và rõ ràng rồi nên trong cái kênh này mình sẽ không có nhắc lại bạn ha đây là cái chiêu mùa tứ phương Còn đây là cái chiêu mùa sử thi và mình sẽ xâm tướng bạn nha có một vài cuộn xâm thì chúng ta sẽ xả luôn cơ bản thì đối với cái con game này thì chúng ta sẽ không có tích vé xâm làm gì các bạn các bạn có bao nhiêu thì các bạn cứ xài có bao nhiêu thì các bạn cứ xả giúp mình xâm ra càng nhiều tướng thì các bạn càng mạnh đặc biệt là các bạn free to play càng tích kim cương càng tích tài nguyên thì các bạn càng thọt ha free to play thì các bạn càng tích các bạn càng thọt mặc dù các bạn xâm các bạn nhận được không phải là tướng vàng này chăng nữa chỉ là những con tướng tím các bạn nó cũng ngon hơn là các bạn để dành tài nguyên và không xâm ha chúng ta sẽ ôn tất cả vào việc xâm tướng các bạn sớm tìm cho mình một phong tướng sách giáo kho để chúng ta có thể cày ca cơ bản free to play thì chúng ta nên tìm một cái phong sách giáo kho càng sớm càng tốt để chúng ta ấy các bạn chúng ta cần tìm một cái phong sách giáo kho càng sớm càng tốt để chúng ta có thể cày ca cũng như là farm quái trên đường đi tránh cái việc mà chúng ta bị quái nó hành các bạn một trong những cái form stay up tốt nhất các bạn nhìn dành cho các bạn newbie là chúng ta sẽ xoay quanh tam thú và một trong những con tăng cơ mà chúng ta cực kỳ cần các bạn đó là con Rutus tại vì cái series này là mình làm pre play mình không nạp mình rất cần các bạn vừa mới nói xong xâm ra con này luôn có vẻ như là nó 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 độ các bạn được độ nha vừa mới nói xong cái mình xâm ra con này luôn các bạn rất là hay mình đang cần mình đang cần con tướng này và vừa mới nói thì lại ra sư là một trong những con tướng tăng cơ cần thiết trong cái form tướng dành cho các bạn newbie cũng như là free to play kể cả những bạn mà nạp để chăng nữa đây là một trong những con tướng rất cần các bạn tuy nhiên chúng ta sẽ không cần một con sư bậc cao do đó thì chúng ta sẽ cần một copy là đủ các bạn khi các bạn xâm ra con tướng này thì các bạn hãy ngay lập tức các bạn vào cái trong chỗ cái chiều một anh hùng tử phương và chúng ta đổi lại cái danh sách mong muốn và chúng ta bỏ cái con này ra ngồi danh sách mong muốn nha chúng ta sẽ cho vào đây vào lại cái danh sách mong muốn là con smoky và Merly đó chúng ta sẽ đổi lại danh sách mong muốn các bạn sau khi ra được con sư bên này các bạn cũng chỉnh lại luôn giúp mình sorry các bạn mình quen tay bên này thì chúng ta cũng bỏ cái con sư ra của danh sách mong muốn và chúng ta sẽ lấy thêm cái con khác về các bạn có thể là thoran con iron không thì cái con smoky và Merly nhưng mình cần con smoky và Merly thì mình sẽ cho nó vào cả hai danh sách mong muốn để lấy ha đây đây là về cái danh sách mong muốn xâm tướng và cái list code mà các bạn newbie cũng như là một vài cái chỗ cài đặt nho nhỏ mà các bạn newbie đầu tiên các bạn có thể cài rồi bây giờ thì chúng ta đến với cái form tướng sách giáo kho sách giáo kho thì chúng ta sẽ bao gồm hai con hai hạt một con tướng tăng cơ một cái con tướng carry chính của chúng ta là Cecia hoặc là con Flora con nào chơi cũng ngon các bạn à hạt này mình đã có một con Smoky rồi các bạn Con này thì chúng ta sẽ không gì không xài, có con sư rồi thì chúng ta sẽ lấy sư làm con tưởng tăng cơ chính của chúng ta. Và hiện tại mình có thể dùng hai con carry và hai con tăng cơ chính ha. Là sư có tập trung với Flora. Nguyên cái form ở trên là mình sẽ xài đó các bạn. Trong cái việc là leo stay cao cũng như là farm quái bây giờ. Và chúng ta sẽ tăng cấp lên cho con Antandra này. Trong quá trình chơi bất kỳ con tướng nào nó được cái biểu tượng tăng bậc thì các bạn cứ tăng nha. Mặc dù những con tướng nó trong giai đoạn này chúng ta chưa xài để chăng nữa nhưng mà có biểu tượng tăng bậc thì chúng ta tăng các bạn. Vừa thỏa mãn thỏa mãn cái cảm giác thị giác các bạn. Vừa gia tăng sức mạnh cho toàn đội. rồi về phần trang bị các bạn thì khi mà có bất kỳ trang bị mới nào chúng ta sẽ ngay lập tức mà chúng ta sẽ cho vào đây rồi còn về cái mà việc mà chúng ta sử dụng rèn á, thì chúng ta sẽ ưu tiên rèn cho những hệ mà chúng ta có những con carry chính trong đó bạn ví dụ ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái con CCA làm con tướng đam chính và UD đó cái hệ mà hệ cung thủ này nè chúng ta sẽ ưu tiên rèn cũng như là hệ chiến binh mà có cái vũ khí của con Flora chúng ta cũng sẽ ưu tiên rèn Cơ bạn chúng ta sẽ ưu tiên rèn dành cho những con tướng mà được xem là carry trong đội hình cánh sát thương chủ chủ yếu bạn thì chúng ta sẽ rèn ha hôm trước thì mình vào hơi muộn do đó thì thứ hàng của mình nó không cao trang bị độc quyền nhận về chưa nhiều chấp nhận các bạn free to play không nạp vào trễ thì chúng ta sẽ khá là thuộc so với những người chơi có đầu tư một xíu với lại người ta canh người ta vào từ sớm bạn nha rồi một trong những yếu tố làm nên cái mức độ thành công của một free to play trong cái tựa game hành trình apk này là gì các bạn đó là nhân phẩm bạn chơi không nạp mà nhân phẩm của bạn tốt ra được tiếng tướng ngon liên tục thì các bạn có thể đua có thể may mắn lột vào tốt được các bạn đó là về nhân phẩm của bạn nha và nhân phẩm của bạn hơn hay không thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là các bạn chơi theo cái kiểu là chúng ta sẽ chúng ta sẽ reroll các bạn nhưng hiện tại so với cái thời điểm trước đây một xíu bây giờ reroll cảm giác nó sẽ không ngon hơn so với trước đây các bạn à, chúng ngồi trước thì chúng ta có thể bù lại nhân phẩm bằng việc là chúng ta sẽ reroll ạt tìm một con ạc ngon nhất xong rồi đó chúng ta chơi ví dụ con ạc này của mình các bạn thì Máy mấy vé đầu tiên mình đã xâm được x hai cơ bản sắp được xâm được x hai là quá ngon rồi đó các bạn À, mấy vé đầu tiên mình đã làm được một phát x2 và cơ bản là xâm được x2 là ngon ơi là ngon rồi do đó thì đây là con ạc xứng đáng để đầu tư và chơi luôn không cần phải đổi cũng như là chơi sang con ạc khác nha rồi quay lại với cái việc là điều chỉnh cái form tướng sách giáo kho thì cơ bản cái đầu game của bạn chúng ta sẽ chơi theo cái xu hướng gọi là có gì chúng ta xài đó nhà chúng ta có gì chúng ta xài đó nhưng mà về lâu dài chúng ta sẽ xây hai cái form sách giáo kho xoay quanh những cái con tướng như sau đầu tiên là mình sẽ giới thiệu với các bạn đội hình đầu game ha, có gì chúng ta xài đó ví dụ đây là mình có cái con sư thì mình cho nè còn không có sư thì mình sẽ dùng con lucid làm tăng giờ có sư rồi thì bỏ lucid ra chúng ta có cái con xe là con tướng quốc dân đâu đâu cũng cho ha chúng ta sẽ có con smoky và merly là con tướng bút nè con này thì xâm ra thì dùng không ra thì thôi các bạn đó mình sẽ cho con flora vào để tăng phụ với lại trợ đam cho con xe cùng đó là mình sẽ cho thêm một con sụp bột nữa vào đúng ra là mình cần thêm một con coco hoặc con rowan hiện tại xâm chưa ra thì mình sẽ dùng tạm bất kỳ con nào cũng được các bạn ví dụ mình có thể cho vào con lyca để bút tốc độ đánh của các thành viên trong team đây gọi là cái việc mà chúng ta sử dụng cái phôn tướng có gì chúng ta xài đó các bạn đây là chúng ta có gì chúng ta xài đó ha đó, tận dụng tối đa những cái thứ gì mà chúng ta có để chúng ta xài Rồi sau khi trận chiến này kết thúc thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai form đội hình chuẩn của sách giáo kho dành cho các bạn newbie đặc biệt là free to play chúng ta có thể chú ý và chúng ta đầu tư xây dựng lâu dài trong việc là chúng ta leo stay up car. Tại vì mình đang hướng các bạn là chúng ta không cần lấy con Flora trong cái danh sách mong muốn chúng ta chơi xung quanh cái con CCA bằng việc là các bạn mua free nó trong đấu trường hoặc là có thể cho thêm vào trong danh sách mong muốn xâm tướng để chúng ta lấy do đó thì mình xong cho con này trong cái phong tướng mà phong tướng sách dấu kho thì chúng ta sẽ bao gồm những con tướng chủ đạo như sau bộ ba tam thú của chúng ta là Smoky và Merly, Coco cùng với od là thường xuyên xuất hiện bên cạnh đó là kẹp vào với con cesia và một con những con tăng cơ cực cực kỳ uy tín của chúng ta là con sư các bạn Brutus chỉ cần một mảnh là đủ nha bên cạnh đó bạn trong một số trường hợp chúng ta sẽ cần hai sư một rutus và một con antanra ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta phải đối đầu với những cái con tướng mà nhảy vào hàng sâu nhưng phải đối đầu với những con silvina đối đầu với những con vala các bạn thì chúng ta sẽ dùng sư để bỏ vào sau cùng để cho nó hứng đam đến từ vala đến từ silvina rồi con antanra của chúng ta sẽ là con tướng tăng chính đây là những trường hợp cụ thể các bạn có thể dùng ha. một lúc hai con tăng các bạn rồi À, và trong team này các bạn trong team này thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ còn một cái tên nữa mà bắt buộc các bạn cần phải có để cho vào team đó là chúng ta sẽ cần thêm một con uh, rô quan và nó cũng là con tướng mà mình hướng tới lấy trong cái rương quà đang nhập 7 ngày trong cái rương quà đang nhập 7 ngày sắp tới thì chúng ta sẽ nhận được một cái rương các bạn đây cho phép chúng ta lấy chọn một trong bốn con tướng và nếu mà chúng ta ra Rowan rồi thì chúng ta sẽ lấy sư còn nếu mà các bạn chưa có chưa có Rowan thì các bạn lấy ru ưu tiên lấy con này đầu tiên nè sau tới con sư và con thứ ba là chúng ta sẽ lấy con Iron bỏ qua con Igo này giúp mình đây là cái rương chọn tướng của quà hành trình thì chúng ta sẽ ưu tiên bạn nha ưu tiên ưu tiên Ro sau đó là ưu tiên sư cuối cùng thì các bạn mới đụng tới cái con sau thứ ba là chúng ta sẽ lấy con Iron các bạn và cuối cùng là con Igo là gần như chúng ta sẽ bỏ qua next step bỏ qua chúng ta không chạm tới và trong form sách chống thôi chúng ta sẽ luôn luôn cần một con Rowan các bạn cơ bản chúng ta sẽ rất cần một con Rowan để làm mấy bút mana cho Cecia cho Coco cho Smoky và Molly Coco như là bút mana bút máu cho cái con sư còn tăng cơ và anh con, con, con anh ta ra đứng đầu trong một số tình huống chúng ta ta sử dụng cùng một lúc hai con đó là Cecia và con Flora nhưng mà cũng ít lắm các bạn rồi cũng có sẽ có một số tình huống mà chúng ta sẽ không dùng đến cái con Cecia luôn mà chúng ta sẽ sử dụng cái form này kẹp vào đây thêm một con Coco hoặc là một con Rowan đó, trong một số tình huống các bạn có thể kẹp như thế này cũng có thể trong một số tình huống các bạn thì chúng ta sẽ cho vào đây thêm một con rùa nữa các bạn chúng ta chúng ta sẽ cho vào cái góc hẹp này nè các bạn cái form thú này thì chúng ta sẽ luôn kẹp cái bộ bộ ba bộ bốn sập bột chung một ô các bạn và chúng ta thường thường sẽ nhét cái con rùa vào trong góc để cho nó không có chạy lên các bạn để cho nó có thể bút mana cho toàn bộ những cái con tướng mà trong cái vùng đứng sát chung như thế này nó cho chúng ta sẽ được hưởng lợi tối đa từ việc bút mana đến đến con Ruan đây là về cái form mà form sách châu khô mà các bạn có thể dùng để leo stay up car cũng như là farm quái dọc đường nha cực kỳ hiệu quả và cực kỳ ngon luôn các bạn chúng ta có thể sử dụng cái form tướng này rồi và mình vừa giới thiệu cho các bạn đó là form tướng sách giáo kho mà free to play cực kỳ thích luôn các bạn cũng như cách chúng ta sẽ là cài đặt danh sách mong muốn và lấy tướng như thế nào trong cái rương quà đang nhập 7 ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những vật phẩm trong cái cửa hàng mà chúng ta nên đổi, chúng ta nên lấy gì. Free to play trong cửa hàng huyền ảo là chúng ta lấy trang phục thì cái này bỏ qua. Sở thích của bạn thích là cái nào thì cái lấy, cái nào đẹp thì chúng ta lấy, chúng ta trang bị mặc cho tướng của chúng ta. Bên cửa hàng chiêu mộ chúng ta sẽ dùng vé chiêu mộ các bạn online hàng trên trước chúng ta sẽ ôn in vào cái pha lê tinh tú để lấy về tướng thần ma chúng ta sẽ ôn in vào cái thư mời cao cấp thư mời cao cấp để lấy về cái gì các bạn à, để lấy về cái lượt lược xâm tướng sự thi và chúng ta tiếp tục là chúng ta ôn in vào thư mời này để lấy để xâm tướng bên cửa hàng ban hồ thì mỗi ngày các bạn sẽ vào mua 210 cái thư mời bên cạnh đó thì chúng ta sẽ mua full pha lê tinh tú và đối với tướng thần ma thì bên cái con app free to play này thì có lẽ là mình sẽ hướng tới các bạn hai sự lựa chọn đầu game bên cái con app free to play này mình sẽ hướng tới các bạn hai cái sự lựa chọn đầu game để xem thử nó hợp lý nha một là Renne. hai là con skyta để xem để chờ thì dài bữa nữa khi mà đủ điểm ban hội thì mình sẽ quyết định nên lấy con nào còn bên cái cửa hàng đấu trường thì đầu game các bạn onin in vào con cci giúp mình để các bạn gia tăng sức mạnh con này leo stay up và bên cửa hàng trong mơ thì các bạn onin in vào con audi sau OD thì các bạn đổi full giúp mình cái con Coco đó, con này về giai đoạn sau mà có trang bị độc quyền nó bút rất nhiều cho team các bạn sử dụng cũng khá là nhiều bạn có thể Odin vào con Coco OD và Coco vẫn là hai sự lựa chọn tối ưu sau đó thì các bạn có thể nhắm tới những cái tên khác ví dụ như A Đình Damia bạn nào thích có một con tăng cơ khỏe có thể đầu tư sớm của anh ra nhưng mình không khuyến khích các bạn con này bật tím bật vàng chúng ta sẽ tạm được rồi trong cửa hàng tình bạn theo, thì theo đối với mình thì mình sẽ ôn vào cái ôm trầm cùng với cái này mấy cái biểu tượng này là mình mua trước các bạn Mấy cái biểu tượng này là mình sẽ mua trước, mình sẽ không mua những khác ha. mình sẽ mua những cái cái này, cái gọi là cái communication gì đó, giữa các thành viên với nhau mình mình thể hiện cảm xúc của mình mình sẽ online vào những cái đó các bạn. Rồi và tất nhiên là một con ngạc free to play chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện nạp cạc cũng như là phân tích những cái gối nạp trong video của mình ha. Tại vì cái hướng của con ngạc này là mình chơi là online vào 100% cái kiểu theo free to play và hiện tại cái con ngạc free to play mình sang ngày thứ hai các bạn, vừa sang ngày thứ hai ngày một thì mình mình online trễ và cày cũng chưa có full còn một vài sự kiện nhiệm vụ chưa làm hiện tại đã và đang sang ngày thứ hai thì sang ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ ưu tiên cái nhiệm vụ chính tuyến trước các bạn ưu tiên cày full nhiệm vụ trướng, chính tuyến trước hiện tại đang là nhiệm vụ già dạ tiệc hồng kim à, chúng ta sẽ ưu tiên cái nhiệm vụ chính tuyến sau đó chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ phụ tuyến farm toàn bộ những thứ có trên bản đồ những rương quái này những rương ải đồ này rương vàng rương đó xong chúng ta sẽ ôn in tất cả những thứ những cái loại xong đó chúng ta sẽ ôn in cái lượng kim cương mà các bạn có thể kiếm được á vào việc đó là chúng ta sẽ tiếp tục xâm tướng các bạn nghe chúng ta sẽ tiếp tục xâm tướng để tìm ra những con tướng ngon tướng mạnh để áp dụng trong đội hình xây dựng đội hình dần dần và sau này các bạn ở đầu game này cứ chơi theo cái đội hình sách cho khô trước các bạn về cơ bản là newbie thì cứ nên là nên là xài phôm sách giáo khoa đây đây là cái cái cách xếp tim như lúc nãy mình đã nói này mình sẽ sử dụng con sư đứng ở phía dưới và cho con an ra đứng này đứng tăng đối với những trường hợp mà chúng ta gặp những con tướng khó chịu như là cái con sivina hoặc là con vala thì chúng ta sẽ xếp tim như thế này nha một trong những đội hình hoạt động cực kỳ hiệu quả của các bác newbie các bác free to play gọi là đội hình sách giáo kho các bạn Ok rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và nếu các bạn thấy hay đừng like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới của mình để ủng hộ kênh nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye